Bây giờ hãy cùng học tiếp bài 10, tương với phần 10 bài 1 quyển 3 giáo trình Hán ngữ phiên bản mới. Đầu tiên là từ lưu hành, thịnh hành. Liếu xín. Liếu. Liếu. Xín. Xín. Liếu xín. Liếu xín. Rất thịnh hành. Hẳn liêu xính. Hẳn liêu xính. Gần đây rất thịnh hành. Dùy chìn hẳn liêu xính. Dùy chìn hẳn liêu xính. Gần đây thịnh hành cái gì? Dùy chìn liêu xính sớm á? Dùy chìn liêu xính sớm á? Gần đây thịnh hành nhạc gì? Dùy chìn liêu xính sớm mây yên yuê? Dùy chìn liêu xính sớm mây yên yuê? Nhạc thịnh hành. Liêu xính yên yuê? Liêu xính yên yuê. Nhạc thịnh hành cũng rất hay. Ở đây hay là chỉ nghe cái gì đó thấy hay. Nguyên văn là tốt, nghe. Khảo thiên. Khảo thiên. Nhạc thịnh hành cũng rất hay. Liêu xính yên yuê yên hẳn khảo thiên. Liêu xính yên yuê yên hẳn khảo thiên. Bây giờ là từ bài hát, ca khúc. Cơ chủy. Cơ. Cơ. Chủy. Chủy. Cơ chủy. Cơ chủy. Bài hát Trung Quốc. Trung Quốc cơ chủy. Trung Quốc cơ chủy. Bài hát Việt Nam. Việt Nam cơ chủy. Việt Nam cơ chủy. Bài hát thịnh hành. Liêu xính cơ chủy. Liêu xính cơ chủy. Thầy thích ca khúc thịnh hành không? 你喜欢流行歌曲吗? 你喜欢流行歌曲吗? Hãy nói từ đầu. Em cũng thích nhạc cổ điển. 我也喜欢古典音乐. 我也喜欢古典音乐. Thầy thích bài hát thịnh hành không ạ? 你喜欢流行歌曲吗? 你喜欢流行歌曲吗? Hay nói thế nào, nguyên văn là làm sao nói. 怎么说? 怎么? Shuo. Zenme shuo. Zenme shuo. Nói thế nào nhỉ? Zenme shuo ne? Zenme shuo ne? Bây giờ là từ trẻ. Nian qing. Nian. Nian. Qing. Qing. Nian qing. Nian qing.
Sức trẻ. Hẳn nhán chinh. Hẳn nhán chinh. Trẻ như vậy. Trơ mà nhán chinh. Trơ mà nhán chinh. Sao trẻ như vậy? Giờ mà trơ mà nhán chinh. Giờ mà trơ mà nhán chinh. Người trẻ tuổi. Nhán chinh rấn. Nhán chinh rấn. Người trẻ tuổi các em. Nguyên văn là các bạn người trẻ tuổi. Nhì mân nhán chinh rấn. Nhì mân nhán chinh rấn. Thích như những người trẻ tuổi các em. Nguyên văn là các bạn người trẻ tuổi như vậy thích. Nhì mân nhán chinh rấn nào mà xì khoan. Nhì mân nhán chinh rấn nào mà xì khoan. Không thích những người trẻ tuổi các em. Mấy yếu nhì mân nhán chinh rấn nào mà xì khoan. Mấy yếu nhì mân nhán chinh rấn nào mà xì khoan. Hãy nhắc lại, có khả năng. Khả năng. Có khả năng không thích như những người trẻ tuổi các em. Khả năng mấy yếu nhì mân nhán chinh rấn nào mà xì khoan. Khả năng mấy yếu nhì mân nhán chinh rấn nào mà xì khoan. Hãy nhắc lại từ đầu. Em cũng thích nhạc cổ điển. 我也喜欢古典音乐. Thầy thích bài hát thịnh hành không ạ? 你喜欢流行歌曲吗? 你喜欢流行歌曲吗? Nói thế nào nhỉ? Nói sao nhỉ? 怎么说呢? 怎么说呢? Có khả năng không thích như những người trẻ tuổi các em. Khả năng mấy yếu nhì mân nhán chinh rấn nào mà xì khoan. Khả năng mấy yếu nhì mân nhán chinh rấn nào mà xì khoan. Bây giờ là từ lời bài hát, nguyên văn là ca từ. Cơ chứ. Cơ. Cơ. Chứ. Chứ. Cơ chứ. Cơ chứ. Trong đó từ cơ đã học trong từ ca khúc. Cơ chủy. Từ chứ đã học trong từ mới. Sân chứ. Từ điển. Từ điển. Lời bài hát của dân ca. Mín cưa thở cưa chứ. Mín cưa thở cưa chứ. Ca từ của những ca khúc nổi tiếng thế giới. Sự kiện mình chủy đã cơ chứ. Sự kiện mình chủy đã cơ chứ. Lời bài hát của những ca khúc thịnh hành. Liêu xính cơ chủy đã cơ chứ. Liêu xính cơ chủy đã cơ chứ.
Tôi cảm thấy lời bài hát của ca khúc Thịnh Hành. Tôi thấy lời bài hát của ca khúc Thịnh Hành. Tôi thấy lời bài hát của ca khúc Thịnh Hành. Dùng bổ ngữ mức độ với chữ tơ đắc để nói, viết tốt. Xì tơ hảo. Xì tơ hảo. Không viết tốt như dân ca, nguyên văn là không có dân ca viết tốt. Mấy yếu mình gơ xì tơ hảo. Mấy yếu mình gơ xì tơ hảo. Không làm nhanh như họ, nguyên văn là không có họ làm nhanh. Mấy yếu tha mần dùa đỡ khoải. Mấy yếu tha mần dùa đỡ khoải. Không viết đẹp mắt như bạn. Mấy yếu ní xìa đỡ khó khăn. Mấy yếu ní xìa đỡ khó khăn. Hãy nhắc lại từ đầu một lần nữa. Em cũng thích nhạc cổ điển. 我也喜欢古典音乐. Thấy thích bài hát Thịnh Hành không ạ? 你喜欢流行歌曲吗? 你喜欢流行歌曲吗? Nói sao nhỉ? 怎么说呢? 怎么说呢? Có khả năng không thích như những người trẻ tuổi các em. Có thể không có những người trẻ tuổi như các em. Có thể không có những người trẻ tuổi như các em. Có thể không có những Tôi cảm thấy lời bài hát của ca khúc Thịnh Hành. Tôi thấy lời bài hát của ca khúc Thịnh Hành. Tôi thấy lời bài hát của ca khúc Thịnh Hành. Không viết tốt như dân ca. Mấy yếu mình gơ xì đỡ hảo. Mấy yếu mình gơ xì đỡ hảo. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Béo gầy hay rộng chật. Phấy sầu. Qua đường. Của má lủ. Phát âm không chuẩn. Phát âm bù biao chuẩn. Chúc mừng. Chủ khở. Xét nghiệm phân. Khoa yên tả biển. Kê một ít thuốc cho anh. Kế nhí khai ý chia yảo. Môi trường xung quanh quá loạn. Châu với hoàn chỉnh thải loạn. Tắc đường tắc kinh khủng. Tủ chưa tủ tớ lì khải. Tuy hơi bị đắt một chút. Suy rán quỷ lờ tiả. Mới đọc đến trang 30. Sai khản đảo xa sĩ dễ. Thức ăn quá ngấy. Sải thải yếu nỉ. Học hai tiết. Sẵn lẻng chế cửa. Phải nhớ kỹ. Yào chỉ chủ. Lại kéo dài thêm một năm.
再延长一年。Có chỗ tốt. Yếu hào chủ. So với quá khứ trở nên càng xinh đẹp hơn rồi. Bí quá chú biến đỡ cân phèo lẻng lọ. Có nhiều bằng của Bắc Kinh không? Yếu Bảy Kinh đờ tua mà. Nhiệt độ không khí của Thượng Hải cao hơn Bắc Kinh nhiều. Shang Hải de qi wen bi Beijing gao de duo. Bởi vì trong nhà không có sưởi. Yin wei wu zi li mei you nuan qi. Các gia đình thông thường, các gia đình bình thường. Yi ban de gia đình. Bàn về âm nhạc. Thái yên yu. Riêng CD thì đã có. Quang CD chiều hiểu. Người mê âm nhạc. Yên yu mỹ. Có lẽ so với thầy càng thích hơn. Yên xuy bí nì càng xí hoan. Ca khúc nổi tiếng thế giới. Sự kiện minh chủ. Âm nhạc cổ điển hay là âm nhạc hiện đại? Cổ điển âm nhạc hay là hiện đại âm nhạc? Dân ca. Mín cưa. Các khúc thịnh hành. Lưu chính cơ chủy. Ca từ không viết tốt như dân ca. Cơ chứ mấy yếu mình cơ chỉa đỡ hảo. Có khả năng không thích như những người trẻ tuổi các em. Có năng mấy yếu nì mân nền chinh rấn nà mà chỉ khoan.